Quý khán giả thân mến, chúng ta đang có được những ảnh trực tiếp trên Thánh địa Vinh Nhân, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu tâm điểm bàn so tài giữa hai câu lạc bộ Phoenix cùng với Tây Phương Tây. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải huấn luyện đi, lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai câu lạc bộ. Tây Phương Tây, nơi mà họ chinh chiến chủ yếu trên sân vận động quân khu 7. Trong thời gian kể đây, họ đang có một chuỗi thành tích tương đối ổn định, với một trận thắng, một trận hòa và chỉ để thua một trận. Và lúc này hiệp 1 của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Quyền đếm biên dành cho các thủ Tây Phương Tây. Quyền định xuất xa khá nguy hiểm, một tình huống khiến cho thủ môn Văn Đủ rất chật vật. Tình huống đá vừa rồi là của Quốc Việt, cầu thủ báo số 23. Tầm trung rất nguy hiểm của Lưu Bị. Không được, đánh đâu! Bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Phoenix rồi. Người đã đổ xuống ở trong tiếng vừa rồi, đó là Sang Nẹt Bồ. Một tình huống đánh đầu Nẹt Bồ rất khét. Một pha phù hợp rất chuẩn chỉnh của các thủ Phoenix. Luôn có được những sự hiểu ý. Đây rồi, quả trứng dứt điểm. Đã có tiếng còi của trọng tài. Sẽ có tình huống đá phạt ở trên chấm 11m dành cho câu lạc bộ Tây Phương Tây. Tác động là Kudafit. Người đã đóng công, đã góp công rất lớn ở trong hệ thống phòng ngự bên phía Phoenix. Tô Văn An không vào. Và cản phá rất tỉnh táo và đầy đẳng cấp của Văn Đủ. Tình huống ra trận của Tô Văn An đã không thể đánh lừa được thủ môn Văn Đủ. Một tình huống cản phá rất lạnh lùng của thủ thành bên phía Phoenix. Tấn công vẫn chưa phát huy được sự hiệu quả. Không hề có lỗi về vị. Đây rồi, dứt điểm vào. Bàn thắng của cầu thủ số 12 Hoàng Cao Lốc. Người đá kiến tạo là Ngọc Hải với pha bắt bứt tốc ở bên phía cánh trái. Một đường truyền cắt ngang hàng phòng ngự của Phoenix. Khoảng trống rất lớn và một tình huống dứt điểm rất nhẹ nhàng với tình huống đệm lòng của cầu thủ số 12. Bàn thắng quân bình tỷ số của Hoàng Cao Lốc. Thế trận đã được cân bằng trở lại và tỷ số này đang là 1-1. Nhưng khả năng cầm bóng vẫn đang thuộc về các thủ Phoenix. Lưu Bị. Tuyệt đời! Đó là Nghĩa Hunter. Một bóng mà Lưu Bị đã có pha xử lý rất tỉnh táo ở trong vòng cấm địa. Vượt qua được sự đám tới hai cầu thủ. Và vị trí mà Nghĩa Hunter đã lựa chọn là cực kỳ thông minh, khi mà phần lớn sự thu hút là trước đó đã thuộc về cao thủ bên phía Tây Phương Tây. Họ nhắm tới vị trí của Lưu Bị. Khi mà đường truyền tới chân của Nghĩa Hunter thì mọi thứ đã trở nên rất đơn giản. Xuất xa. Cú đá đã đi vào đúng người của đội trưởng Hoàng Bò. Rất nguy hiểm. Thêm một tình huống xuất xa nữa của Tây Phương Tây. Hoàn toàn là người thiện quả đá vừa rồi. Thành công của Nghĩa Hunter. Nghĩa Hunter. Tiếp tục là Nghĩa Hunter. Rất hợp lý. Lưu Bị. Dứt điểm. Không vào. Chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho câu lạc bộ Phoenix. Lại là Lưu Bị với những quả tạt vào trong rất chất lượng. Cơ hội mở ra dành cho Phoenix. Một thời cơ rất tốt. Nghĩa Hunter. Nghĩa Hunter. Rất may. Rất may, một tình huống rất lộn xộn khiến cho hàng phòng ngự của Tây Phương Tây phải trao đảo.
và chỉ có may mắn mới giúp cho các thủ áo xanh thoát đi một bàn thua. Trần Hải, chân trái, và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng để khép lại trận thi đấu mà so tài giữa hai câu lạc bộ Phoenix cùng với Thanh Phương Tây. Cứ ra tới đến trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc nghiêng về câu lạc bộ Phoenix. Trận giao hữu lượt đi với chiến thắng của câu lạc bộ Phoenix, một chiến thắng rất thuyết phục. Một trận đấu Thanh Phương Tây với đầy sự nuối tiếc thì bảo họ đã không thể tận dụng tốt những cơ hội của mình. Buổi lần của chúng tôi cũng tới đây cũng xin được phép khép lại. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.